Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển số 5 trong phần 25 vị thánh giả trình bày sở chứng của mình và phương pháp tu hành của các ngài. Lần trước chúng ta đã lắng nghe được sự chứng đắc của tôn giả Kiều Trần Như, đúng vậy không? Giờ đây chúng ta lắng nghe vị tiếp theo, đó là tôn giả Upanishada. Upanishada viên thông sắc trần, chúng ta biết rằng ngài Upanishada là người có cái chữ Upanishada nghĩa là gì? Là sắc tánh không. Nghĩa của chữ Upanishada là sắc tánh không. Sắc là cái gì? Hả? Sắc là hình sắc, là màu sắc, chứ không phải là sắc đẹp ha. Đừng hiểu chữ sắc đây tức là sắc đẹp. Tất cả vạn vật đều có hình dáng, và mọi vạn vật nó có hình tướng. Cái hình tướng nó bộc lộ ra cái sắc của nó, cái hình dáng của nó, để cho chúng ta có thể nhìn nó và phân biệt nó khác với vật khác. Con người chúng ta cũng có hình sắc riêng, cây cối, nhà cửa, mỗi vật đều có hình sắc. Cho nên chữ sắc ở đây tức là sắc chất, hay là hình sắc. Upanishada nghĩa là gì? Là sắc tánh không. Sắc tánh không nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Là tất cả vạn vật có hình tướng, tự tánh của nó là không, gọi là sắc tánh không. Đó chứ này, ngay cái tên của ngài ở trong đó nó đã biểu hiện đạo lý giác ngộ mà ngài đã thành tựu. Ngài Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: con cũng được lời dạy của Phật lúc mới thành đạo. Còn quán tướng bất tịnh, sinh lòng nhàm chán, ngộ thể tánh của sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng vi trần đều quy về hư không. Thấy sắc và không, cả hai vốn chẳng có, nên thành bậc vô học. Mấy câu thôi, nhưng đạo lý bên trong đó là vô cùng. Và chúng ta có thể dựa theo sự chỉ dẫn của những câu này thực tập, thì chúng ta cũng có cái sự chứng đắc, có sự giác ngộ như ngài. Kinh văn nói nôm na thế này: ngài Upanishada vốn là một người xuất gia, tuy nhiên ngài thấy cái sắc đẹp, ngài bị quyến rũ, và nhất là sắc của nữ giới. Ngài nhìn thấy sắc đẹp của nữ giới, tâm ngài bị quyến rũ và dục tâm ở trong lòng khởi lên, khó mà trú tâm thanh tịnh. Đây là nhược điểm của ngài. Và nhân đây thầy kể thêm quý vị nghe một vài câu chuyện mà thầy nhớ mang máng chứ không được nhớ rõ. Các vị nghe đã đỡ mệt, cho hình như thấy hơi mệt phải không? Ngồi thấy mệt quá. Đọc ở trong chuyện Pháp Cú á, có một cái người con gái rất là đẹp. Và nghe đâu là người con gái này đẹp tới mức mà ai cũng muốn chiếm cô làm vợ. Các vị vua họ cũng muốn chiếm cô làm vợ. Và lúc bây giờ không có ai chịu nhường cho ai, cho nên họ
họ muốn khởi binh đánh chiếm cô gái này. Nhưng rồi sau đó thì họ lại tự suy nghĩ là tại sao chỉ vì một cô gái mà lại khởi can qua. Do đó cho nên họ thống nhất với nhau là thôi, không được ai lấy cô gái này. Do đó cho nên cô gái này rốt cuộc là chẳng có quá nhiều người thương, cho nên rốt cuộc là không có chồng luôn. Và rất tội nghiệp, cô đến bất cứ chỗ nào, lời nói, vũ điệu và phẩm hạnh của cô khiến ai cũng yêu thích. Thì ở trong đó có một vị tỳ kheo đệ tử của Phật, vị này cũng yêu thích cô gái này và ngồi thiền thường tưởng nhớ tới cô gái này. Cho nên chẳng biết làm sao. Thì lúc đó cô gái này đột nhiên bị cơn bão bệnh và cô qua đời, té ở giữa ngã tư đường. Qua đời ngay giữa ngã tư đường. Và các vị biết rồi, con người còn sống, máu huyết nó khiến cho sắc diện hồng hào, nhưng hơi thở dừng thì gương mặt nó trở nên là bệt bạc, nó trắng nhạt đi và nhìn thấy như là một cái thây ma dở sợ. Lúc bây giờ có Đức Phật khất thực gần đó, và Đức Phật nói với các tỳ kheo là gọi cái tỳ kheo trẻ tuổi mà yêu thích cái cô này, nói rằng là con có còn muốn lấy cô này làm vợ nữa không, còn muốn sở hữu cô này nữa không. Thì vị tỳ kheo này nói rằng là bây giờ có đem vàng ra nài ní con lấy cô này con cũng không thèm. Thì Phật nói tại sao là khi cô còn sống thì ông lại say đắm tới mức mà không có thiền định được, rồi khi mà mất một chút xíu thôi, chỉ có mấy phút thôi, thì cái tâm ông nó lại như vậy. Thì vị tỳ kheo này nghe sự cảnh tỉnh của Phật, vị này hiểu được cái vô thường nó huyễn hóa, nó giả tạo, và trong tâm lập tức giác ngộ. Thưa quý vị, chúng ta nghe như vậy, chúng ta cũng hiểu, chúng ta đọc những cái gương thánh hiền, chúng ta cũng cảm nhận được. Nhưng sao chúng ta đọc hoài, tâm mình nó cứ chai lì, nó không giác ngộ. Còn các ngài chỉ nhìn thấy như vậy thì lập tức các ngài giác ngộ. Thành ra đủ thấy rằng thiện căn của các ngài lớn quá. Tạm thời mơ muội một chút, nhưng khi có duyên lãnh hội thì các ngài tỉnh thức ngay lập tức. Còn chúng ta vừa trí não nhận thức thì chúng ta đã hiểu, nhưng mà ở trong tự tâm chúng ta chưa thực sự lãnh hội và chứng đắc. Do đó cho nên chúng ta hiểu thì hiểu, nhưng mà vẫn còn mơ muội, vẫn còn bị nghiệp lực dẫn dắt chi phối. Ngài Upanishada bị dục tình quá nhiễu. Thành ra sau này chúng ta sẽ gặp một trường hợp nữa, là có một vị nữa tu tập mà bị dục tình quá nhiễu, thì Phật lại không có dạy một cái pháp quán bất tịnh, mà Phật dạy về cái pháp quán gì? Quán hơi ấm, hơi nóng. Thì chừng đó chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong lĩnh vực của nhiệt. Nó tạo ra dục tính. Ở đây chúng ta thấy rằng Ngài trình bày là con được lời Phật dạy lúc mới thành đạo. Đức Phật mới thành đạo dạy cho vị tỳ kheo này. Có lẽ rằng đây là một trong những vị ở trong chúng của tôn giả Mahakajip. Có 1000 vị mà. 1000 vị. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật mới thành đạo á, trong thời gian mấy tháng đầu Đức Phật dạy tất cả 1000 vị đó. Mỗi vị làm sao, tánh tình làm sao, sở trường, sở đoản làm sao, ưu điểm, khuyết điểm làm sao. Phật tận tình dạy dỗ, dạy tất cả những oai nghi. Những bài kinh này được ghi lại trong Tăng Nhất A Hàm rất là rõ ràng. Và các ngài cũng theo đó mà học tập. Trong một thời gian ngắn thì tất cả họ đều chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên hôm nay Upanishada ở trong hội chúng nghe Đức Phật hỏi thế, thì Ngài nói rằng con được lời dạy của Phật lúc mới thành đạo. Đó là không gian, là thời gian. Con quán tướng bất tịnh, quán tướng bất tịnh, sân lòng nhàm chán.
Nghe nói đến tướng bất tịnh là chúng ta hình dung sao? Tức là sự dơ bẩn, phải không? Sự dơ bẩn, nhìn cái hình tướng mà dơ bẩn, nó thớt thát, nó dơ bẩn. Hoặc là nó như sợ gần hơn nữa, thì chúng ta quán tức là một sự nhận thức, là trí tuệ nhận định và chứng đắc được, không thể phủ nhận. Đó là trên thân của chúng ta có chín cái khiếu huyệt, gọi là cái lỗ, nó tiết ra chất nào cũng nguyên chất, chất nào cũng hôi hám dơ bẩn vô cùng. Và người tu tập là người nhận diện, là người nhận chân đúng với bản chất của nó. Nó dơ bẩn thì nói rằng nó dơ bẩn, chứ không thể nói rằng nó dơ bẩn mà nói rằng nó thơm tho. Cái sự thơm tho đó là giả tạo một chút thôi, nhưng thực tế thì nó là dơ bẩn. Và các ngài quán chiếu như vậy để dừng lại sự ham muốn của ái dục, và nó lôi kéo thân xác. Do đó cho nên ngài nói rằng là quán cái tướng bất tịnh sanh lòng nhàm chán. Nhàm chán cái sắc đẹp đó, cái sắc diện đó. Và ngộ thể tánh của sắc. Ngộ thể tánh của sắc là sao? Tức là ngài nhận ra được cái thể tánh của nó, tức là cái tướng của nó như vậy, nhưng mà cái thể tánh của nó bên trong như thế nào. Sanh lòng nhàm chán. Ngộ được cái gì? Ngộ được cái thể tánh của sắc. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, vi trần đều quy về không. Một câu thôi. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng là chúng ta hình dung cái gì? Sự tướng bất tịnh đến tướng xương trắng là phải hiểu rằng cái người đó lúc còn sống, khi chết và từ từ nó hỏi cuối cùng là còn xương trắng, đúng không? Và tiếp theo là gì? Là tướng vi trần. Tướng là sao? Là tướng là nó gì? Nó tan thịnh, thịnh bụi đấy. Và quy về với cái hư không, gió thổi tan hết. Nhưng mà ở đây nhé, trên cơ sở này, trên chân lý này, thì chư tổ của chúng ta, nhất là các vị thiền tông, các vị khai thác, dạy dỗ và quán chiếu sâu xa hơn, rõ ràng hơn, cũng lấy những cái lời dạy nhan nhác ở trong các kinh mà Đức Phật đã nói. Ví dụ Đức Phật nói này các tỳ kheo, đây là ngôi nhà hoang, kia là cánh đồng trống, đây là đó là bãi tha ma, hãy tìm đến những nơi ấy thiền định thực chứng và giải thoát ngay trong đời này, không hẹn vào kiếp sau. Những lời Phật dạy thống thiết như vậy. Đức Phật không có dạy rằng này các tỳ kheo hãy xây cái chùa thật to, vô đó mới ngồi thiền mát mẻ. Không có dạy như vậy. Đây là đồng trống để chúng ta không có sở hữu. Đây là gì? Đây là cái nhà hoang. Nhà hoang, cái nhà vô chủ để chúng ta không có bận tâm gì khác. Và kia là gì? Là bãi tha ma. Bãi tha ma để chúng ta chứng kiến được chuyện này chuyện nọ xảy ra ở trong bối cảnh đó. Thưa quý vị, chúng ta tập trung lại, không có vấn đề gì hết. Như vậy thì trên cơ sở này, lực đại tổ sư của chúng ta, nhất là các vị thiền tông, các ngài khai thác nó sâu hơn. Các ngài chia ra làm chín cái mốc, chín cái giai đoạn mà đặt một cái tên gọi là cửu tướng quán. Cửu tướng quán, tướng tức là tướng ra, là nghĩ ra. Nhiều khi mình không thấy, nhưng mà sao mình tướng ra. Cửu tướng tức là chính cái giai đoạn mà chúng ta quán chiếu ra. Có ai đường cho ra nó làm loạn chúng, có ai giúp giùm không? Còn không, các vị đừng quan tâm, các vị tập trung đừng quan tâm. Thương các loài vật thì thương, nhưng mà chúng ta phải giữ một cái sự trang nghiêm trong học pháp.
Đầu tiên, chúng ta quán chiếu thế này. Đầu tiên là một người mất đi, thì bắt đầu cái tướng đầu tiên gọi là trướng tướng. Trướng này ha, là trương lên, là sinh lên, là trướng tướng. Người sống, người có người chết nào cũng vậy. Khi họ chết thì bắt đầu nó phồng lên, nó giống như là nó trương lên, nó sinh lên. Thế này thì có thể là các vị, có thể cả đời các vị không có chứng kiến. Nhưng mà nếu như ở tại nghĩa địa thời xưa, những người bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa là gì hả? Là điếu tán ấy. Điếu tán tức là họ chết không có chôn, nên bỏ bãi tha ma để tặng cho các loài vật một bữa ăn, gọi là điếu tán, tức là con, những con chim điếu, những con chim, con thú đang thì chết. Thì các vị tỳ kheo, các ngài ra ở đó, các ngài nhìn thấy, chiêm nghiệm. Vì sao? Bởi vì sự thật, tới một lúc nào đó, thân của chúng ta cũng sẽ đến chỗ đó. Đó là sự thật. Cho dù mình có thấy được hay không thấy được, thì nó vẫn phải như vậy. Đúng không? Đó là bước đầu tiên, gọi là trướng tướng, hình dung được chưa? Trên cơ sở của hình tướng, trên cơ sở của những gì mình thấy được, rồi từ đó mà mình lãnh hội được chân lý. Đây là con đường từ những cái hiện tượng đi vào chân lý siêu việt, chứ không phải là ngồi tướng ra một thừa tánh vốn không, không thể tướng như vậy được, mà nó là từ những hiện tượng rõ ràng ở trong cuộc sống này, từ những cái thế giới sinh sinh diệt diệt đây rõ ràng mà người đó họ lãnh hội được chân lý. Thứ nhất là trướng tướng. Thứ hai là gì? Thứ hai là thanh ứ tướng. Tức là cái trướng tướng nó, cái tướng sưng phồng lên, nó tới lúc cao độ rồi. Và nó chuyển sang cái gì? Nó chuyển sang cái màu thanh ứ, tức là cái màu nó thâm tím đi, nó bầm đi. Và cái màu nó giống như nó nhìn thấy nó dở sợ, là thanh ứ tướng. Chỗ này thì thầy, cái nào thầy cũng có không biết hết rồi, cái nào biết hết. Thành ra nói tới là tự nhiên mình nghĩ lại liền trong lúc mà đang tu tập á, thì có khi nó tác động tới mức mà nhìn người đang sống mà tự nhiên mình nhìn ra được những cái dáng như vậy. Hồi nhỏ có cái bà mẹ của một vị thầy giờ cũng mất rồi. Lúc bây giờ mẹ của ngài là quán chúng lúc thầy ở tu viện Thiều, thì mẹ của ngài khó tính lắm, khó tính. Có lẽ rằng thái quân mình đi tu, rồi những cái người tăng ni, những cái vị trẻ trẻ hơn á, thì nghĩ rằng không thể nào hơn con mình, cho nên bà khó tính với tăng chúng lắm. Ít có người muốn gần bà, nhưng mà có một người mẹ, thành ra là thầy, vị thầy này không biết làm sao, đem mẹ vào chùa nuôi, có hai mẹ con à, nuôi thì bà đi ra trước cổng chùa. Xe nó chạy nó vướng sau bà tế bất tỉnh, đem đến bệnh viện. Thì lúc đó là người ta lấy máu để truyền cho bà, mà bệnh viện bị thiếu máu, thành ra vị thầy này phải lấy hình như là một xị máu, một lít là nó có 4 xị, 1/4 lít như vậy đó. Thì huynh đệ của thầy thấy sốt bụng quá, sốt sao quá, thầy mới hô hào, thầy rủ anh em, thôi bây giờ anh em nào nên đi tiếp máu một chút xíu, đến mình thử máu rồi mình tiếp. Chứ nhiều khi điều trị mấy ngày á thì làm sao. Cứ rủ có ông nói tôi ăn nghẹn với mì mà lấy máu ông. Ông phiền não ông chịu đi. Thầy nói mình nên cố gắng lúc này, và đến tại bệnh viện thì mới hay tin là bà cụ không qua được, bà chết mất. Và hình như nó mổ sau đó, mà nó mổ từ trên chỗ cái ức cái này, nó mổ xuống tới dưới rốn, thì nó bị xương sao gãy đùm đùm đó hết, mình không hiểu, hay là nó mổ cho nó biết luôn mình không biết.
chén chất rồi đó, mối côi thứ chuyện gì xảy ra đó. Thành ra là, nhưng mà thưa vậy này, cái hình ảnh mà bữa trước của bà đi ra đi vô trong chùa, rồi cái hình ảnh mà quân đệ của thầy khiêng bà vô chùa, hai đó nó gần quá. Tự nhiên mình cảm giác trời, con người sao nó vô nghĩa quá. Mới đó nào là khó chịu, nào là dở chịu, nào là đúng sai phải trái, và nhất định phải như vậy chứ không thể khác được, cứ xem như là không thể nào thay đổi được. Nên là trong lý tối thượng là cái đẹp cái xấu của người ta, họ vướng chấp bao nhiêu thứ trong tâm của họ, và họ chi phối cả một đời sống, cả một cái anh hướng xung quanh. Nhưng mà đỡ rồi rất là nhanh chóng là họ nằm như một cái thân bất động. Thì cái này nó có giá trị gì? Mình thấy không? Có giá trị. Đó là bắt đầu qua ngày sau, Việt Nam có tình là đỡ lâu. Ngày sau bắt đầu mới liệm thì thầy là cái người mà đắp đồ đạc ấy mà. Bắt đầu thấy nó phình lên, da nó phình lên. Và nhìn thấy nó dở sợ. Hồi đó đâu có biết vệ sinh gì đâu. Mình cứ bình thường mình làm thôi. Và con người còn sống thì họ mặc đồ vô dở dàng, còn người mà họ chết rồi nằm y cái nặng trịch. Mặc đồ khó khăn lắm, rất là khó khăn, nặng hơn người bình thường rất nhiều. Và như vậy thì có say đắm nổi không? Thương nổi không? Có hồi mình nhìn vô tay mình, không biết tay mình đêm mai nó cũng vậy. Tác động rất là sâu trong đầu như vậy đó. Và nhìn xung quanh thấy là hình như đi ra vô một ít bữa nữa cũng giống như bà đây thôi. Thấy con người ra vô tự nhiên nó tác động sâu như vậy đó. Gọi là quán, tức là tự mình nhìn ý ra, mình tướng ra, để mình tự mình thanh lọc, tự mình chặn đứng đi cái gia dục ái nó chi phối tâm của mình. Rồi bước thứ hai là thanh ứ tướng, là cái màu sắc đó. Và thứ ba là gì? Là hoại tướng, tức là bắt đầu nó hoại. Mấy người chết nước đó, đem về vớt lên sinh, là vớt lên đem về mời thầy tới làm lễ liệm, thì cái thân to âm đó phình lên đó mà bắt đầu đụng vô thì trả ra, nhìn thấy mấy kinh sợ như vậy đấy. Tối nay ăn cơm nổi không ạ? Tức là hoại tướng. Và thân của chúng ta cũng sẽ như vậy đó, cho nên thôi chết là đốt lẹ lên nhá, có người không nóng quá chết mà đốt nóng quá. Cho nên mà khi tại họ không biết, họ nghĩ rằng là lửa nóng thôi, chứ thực ra nói cái thân nó dơ bẩn như vậy thì thôi đốt cho rồi. Rồi huyết đồ tướng tức là cái thân nó rã ra từng miếng, và cái nước huyết á, huyết thanh đó nó chảy ra, gọi là huyết đồ tướng. Các vị có thể chứng biết điều này rất là rõ ràng, là cái ai chết mình ngồi gì mình nhìn thời gian mình hiểu liền. Ngồi nhìn mình thấy những cái diễn biến là nó sẽ xảy ra y chang. Và thứ năm là gì? Là nùng lan tướng. Nùng lan tướng là gì? Là máu nó chảy ra. Hết máu, hết huyết chảy ra rồi tới gì? Tới mũ. Thứ sáu là gì? Thứ sáu là nùng đạm tướng. Nùng đạm tướng tức là không phải nó chảy, không cứ nó chờ chảy hoài đâu. Mà lúc đó nó có những con côn trùng nó hóa sinh ra, và những con côn trùng đó bắt đầu nó ăn, nó cùng nhau nó rút rỉa, nó ăn cái thân đó. Có những cái con vật ấy mà nó chết mà mình cũng có thể mình trải nghiệm được. Ví dụ như một con chuột chết mà mấy ngày mà mình không có biết ấy, chỉ cần mình lấy cái chổi mình quét ra một cái là có thể nó vỡ ra, trong đó toàn là những con dồi, những con dồi nhỏ nó đúc nhúc nó ăn cái thân đó. Thì con người mình cũng vậy, nó cũng sẽ hóa ra những con dồi bên trong đó nó ăn. Đẹp nói nữa không? Quán tới đây là giác ngộ chưa? Tới đây đây là nùng đạm tướng, tức là các ngài tu tập bằng trí, các ngài nhận thức nhanh và quán chiếu nhanh. Nhưng có người không có đủ sức nhận thức và dám quán chiếu nhanh, thành ra các ngài phải từng bước. Quán như là sao? Tức là nhìn thấy và nhắm mắt và mở mắt cũng thấy như vậy. Tức là sự ý thức sâu xa không có bị quên, không bị quên. Tức là thấy rõ như vậy, đó gọi là quán. Quán tới mức nó khắc sâu trong tâm, và người này không có quên lãng, người này biết chắc chắn rằng là tất cả thân mạng
của các loài động vật đều như vậy hết, đều phải đi qua như vậy. Và cho dầu cái sắc đẹp tuyệt vời của một cái cô gái kia, ta kiều diễm tới mức nào, cuối cùng vẫn đi qua cảnh giới đó. Nghe rõ không ạ? Mở mắt ra nghe chứ đừng có nhắm mắt nha. Pháp mà đang dạy, đang mở mắt ra lãnh hội, cho nhắm mắt há miệng thôi làm gì. Rồi, thứ bảy là phân tán tướng. Phân tán tướng tức là cái thân thể của nó rã ra hết rồi đó, xương sóc rồi nó rã ra cho nó không còn nguyên dạng nữa, đây gọi là phân tán tướng. Xương rồi nó không có nằm theo cái thứ lớp nữa, nó rã, tự nó rã ra. Tại vì cái xương của chúng ta nó gắn liền với nhau, nhưng mà ở trong đó nó có những cái sợi gân, nhờ những sợi gân, sợi cơ như vậy nó quấn rất là chặt, thành ra thấy thân thể chúng ta tưởng chừng như là chắc chắn. Hoặc là một anh chàng lực sĩ, cánh tay anh có thể nâng lên một cái vật nào đó hàng trăm cân chẳng hạn như vậy, nhưng mà khi mà nó gân cơ nó rã rồi thì cái xương nó rất là nhanh. Thì trong trường hợp này cũng vậy, thì khi mà thịt xương nó đã, thịt này gân nó đã rã hết rồi, rồi côn trùng nó ăn hết rồi, còn bộ xương không, thì bộ xương nó chỉ cần vướng nhẹ một cái hay là gió thổi chút xíu nó cũng rã, hoặc là tự nhiên với cái lực hút trái đất nó cũng rã ra thôi. Và trong những cách này á, là mình sẽ thấy được cái đầu lâu, thấy đầu lâu. Và nếu như mà nhìn cái đầu lâu đó có thể biết được là người đó tái sanh vào đâu. Cái đó là cái cảnh giới mà chúng ta muốn thì chúng ta phải học ở trong cái khóa tu tháng 6. Thầy sẽ dạy cho các vị nghe cái bài đó. Hả? Thì tại sao vì một nhất thời nó nhiều quá nó không có hết, nhưng mà rõ ràng đúng như vậy đó. Tại nhất là mình đi ở miền Nam thì ít nha, mà miền Trung thì chôn đỡ im luôn. Nhưng mà miền Bắc á, là người ta chôn những cái vùng, có những chỗ người ta chôn sau 3 năm sau người ta phải bốc mộ. Bốc mộ tức là người ta lấy cái xương á, là người ta xếp lại. Người ta xếp lại để đưa người ta gọi là làm như vậy, nó sẽ sạch sẽ người mất đó. Và họ cho cái quách nhỏ nhỏ, cái hòm là bự vừa với người nằm, còn cái quách đó là cái nhỏ mà xương thu lại đó, xếp xương lại nó còn nhỏ lại thì gọi là cái quách. Và cái quách đó, cái quách hòm quách đó, cái hòm là bự, cái quách là cái nhỏ. Thì hay là đứa bé mà nhỏ thì đâu có chôn cái hòm to, cho nên phải chôn bằng cái hòm nhỏ gọi là cái quách. Và người miền Bắc họ xem là cái chuyện cái hòm quách là rất bình thường. Cái người mà họ mua cái hòm, họ mua sẵn cái quách, tại vì họ biết rằng khi họ chết xong còn sống thì họ lấy cái hòm đó họ đựng lúa, họ giữ gìn đồ đạc không có bị hư, họ xem bình thường như là cái rương hay thôi. Thậm chí các người còn mua mấy cái miếng phản, miếng gỗ để dành đó khi mà chết đóng hòm. Người xưa họ rất bình thường, họ không muốn làm phiền người còn sống thì họ lo trước bản thân của họ. Rồi khi mà họ chôn xong rồi 3 năm sau lấy cốt thì lúc bây giờ là bỏ vào cái quách đó. Cho nên họ đóng cái hòm, họ làm luôn cái quách. Và có một số người ở miền Bắc sơn năm 75 vào miền Trung miền Nam làm nghề buôn bán hòm, họ không có biết, họ rao mà thầy gặp rồi nghe là họ nói rằng là có mua hòm không, mua họ tặng thêm cho cái quách. Tức là mình nghe như thế mình không có chịu nói, mà nói tại vì cái quan điểm của miền Trung á là người nhỏ chết là chôn vô cái quách, là người lớn trong cái hòm mà chôn luôn không lấy lên. Nhưng mà cái anh này là miền Bắc, anh ở miền Bắc thì anh chôn cái hòm và khi 3 năm sau thì lấy lên phải cần cái quách. Cho nên anh mới nói rằng anh là cái mua hòm không, anh tặng luôn cho cái quách. Thì mình lại nghĩ khác, mình nghĩ rằng là chắc là trong nhà mình có người nhỏ chết nữa đó. Cho nên cái văn hóa nó có những chuyện lạ vậy đó. Thì những cái cánh như vậy đi lấy cốt đó, mình hiểu được là cái bộ xương nó như thế nào, và nhìn thấy cái đầu lâu đó là có một cái bài kinh Phật dạy rất là rõ, và thầy cũng dựa theo bài kinh đó mà đối ý và kết hợp với những kiến thức hộ niệm á, thì có khi thầy hỏi rất là đúng. Hỏi cái người này khi chết là họ cái hơi ấm ở đâu, nhìn cái đầu lâu là biết là người này là họ ấm dưới chân hay là ấm bụng, ấm đầu, nối y chang liền.
Tội giác của Phật chúng ta không có giỡn chơi đâu, cái đó là khoa học không thể nào mà nói chứng minh nổi đâu. Thành chúng ta học cái đạo nhất thiết trí ấy, đôi khi là chúng ta học, chúng ta chiêm nghiệm nhiều hơn là chúng ta đem cái minh chứng khoa học để chúng ta giải thích. Nhiều khi khoa học nó không biết, mà mình thấy khoa học giải thích không được thì mình nói rằng là như vậy là không đúng, là sai đó. Cách nghĩ như vậy là không hoàn chỉnh. Thì có những điều mà Đức Phật nói, cái biết của ta như lá rừng, mà cái ta nói ra như lá trong lòng bàn tay mà thôi. Thì có những điều Đức Phật không nói hết, nhưng mà nó như vậy đó. Ai muốn thì tháng 6 đi nghe bài đó biết không? Thấy cái đầu lâu là biết người đã tái sinh về đâu. Như vậy thì đó là cái phương pháp, xin lỗi là sư máy rồi. Thứ 8 phải không? Thứ 7 là phân tán tướng đó. Và thứ 8 là bạch cốt tướng. Tức là cái phép quán về xương tránh. Nhìn thấy xương tránh đó, nhìn cái đốt xương ở trong cái bạch cốt tướng này. Có khi các ngài tu bằng cách là ngồi im nhìn ngón chân cái của mình, ngồi xếp bằng và ngồi nhìn xuống ngón chân cái của mình, cứ nhìn và trong tâm tướng ra là ở trong ngón chân cái này nó có xương, đúng vậy không? Và trong cái xương đó là xương trắng, trên xương nó có đen, xương trắng. Và cứ nhìn như vậy, tướng như vậy, và người ta tướng tới mức mà người ta có thể thấy rõ được cái hình dáng của xương họ. Và họ còn tướng tới mức là họ thấy rằng từ một đốt xương trắng ngón chân cái, và tự nhiên họ hình dung ra được là toàn xương trên thân của họ là xương trắng. Rồi bây giờ họ tướng ra, họ nhìn ra là thế gian này có rất nhiều bộ xương trắng đi tới đi lui. Rồi bây giờ họ nhìn thấy rằng là những bộ xương đó chết bỏ dần lên, và xương nó đầy lên như núi. Và nếu như mà nhìn trong vô lượng kiếp, mà nếu như nó không bị hủy hoại, nó không tan thành tro bụi ấy, thì xương đó nó trùm cả như núi Tu Di. Và thậm chí họ thấy rằng tất cả cái gì mà có hiện hữu của mặt đất là nơi đó đều là xương trắng. Và trong tâm của họ nó biết thành một cái dạng ảo giác. Cái ảo giác này á, chắc chắn nó giữ tâm của họ ở trong một trạng thái đây gọi là cực đoan đó, nhưng mà họ không thể nào đắm nhiễm trong dục, mà không có cái gì mà làm cho họ sợ hãi, không có gì làm cho họ tham đắm. Và họ trú tâm ở trong cái định như vậy lâu tới mức là tự nhiên nó lãnh hội được xương trắng đó chỉ là tướng mà thôi, còn tự tánh của các pháp vốn không. Ngay chỗ này chứng là hả? Và bắt đầu bao nhiêu thứ thần thông, bao nhiêu thứ tự giác nó lưu xuất ra. Cảnh giới này chúng ta thấy kỳ diệu không? Cho nên hôm nay thưa quý vị, bài học này là học chuyên môn rất nhiều. Trước đây là nghiêm lý luận bao nhiêu thứ, nhưng đến đây là chúng ta học về chuyên môn. Có nghe kịp không ạ? À? Và cuối cùng là gì? Là thiêu tướng. Thiêu tướng tức là gì? Tức là sau khi thiêu rồi, đốt rồi, còn tro rồi thì nó tan theo gió, chỉ cần một con gió thổi qua thì không còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta đã lắng nghe được chính phương pháp tu hành, đây gọi là cửu tướng quán. Và xin nhắc lại, thứ nhất là trướng tướng, thứ hai là thanh tướng, thứ ba là hoại tướng, thứ tư là huyết đồ tướng, thứ năm là nùng lam tướng, thứ sáu là trùng đạm tướng, thứ bảy là phân tán tướng, thứ tám là bạch cốt tướng, và thứ chín là thiêu tướng. Một phương pháp này có thể hình thành lên cả một cái trường phái của thiền. Có một số vị thiền giả họ không cần học gì nhiều, họ dùng cái phương pháp này để họ chứng đắc. Thành đã đi vô trong thiền nó nhiều loại lắm, nhưng căn bản là gì? Là để tiêu trừ cái tâm mê chấp phiền não đắm lụy trong hình tướng, chỉ vậy thôi. Và lúc bây giờ ngài Upanishad họ quán chiếu gì là tướng bất tịnh, đầu tiên là trên gì cửu khiếu, tức là chín cái lỗ. Khiếu là khiếu huyệt đó, là chín cái lỗ, hai mắt, hai mũi, miệng, hai lỗ tai, đại tiện và tiểu tiện tiết ra chắc gì cũng dơ bẩn. Đó là cái dở dàng
nhận biết nhất. Rồi sau đó thì sao? Sau đó sanh lòng nhàm chán. Nhàm chán, và từ đó mà ngộ thể tánh của sắc, vốn nó chẳng có cái gì là gớm gớm trong đó hết. Bắt đầu Ngài thực tập cái phương pháp chuyên môn, tức là từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng và tướng vi trần, tức là gì? Là thiêu tướng, là tan hỏi hết tất cả. Và tất cả cuối cùng đều quy về với hư không. Như vậy thì từ cái tướng trạng mà làm chúng ta xây đến kia, với cái hư không này, tánh của nó bằng nhau. Nhưng tướng thì khác chứ. Tướng thì dĩ nhiên là cái tướng không với tướng có, nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà tự tánh là tánh không. Đây là cái điểm mà chúng ta nên chốt lại, nhận thức lại. Nắm được chỗ này chứ hả? À. À. Không, không phải trình độ cao thấp mà tùy theo căn tánh. Tùy theo căn tánh. Nếu như người nào mà đam mê ái dục, người nào mà bị dục tâm nó quấy nhiễu, thì người này sử dụng phương pháp này, dục tâm lập tức tan biến. Không không, không phải như vậy. Đừng đừng nghĩ liên tưởng như vậy. Đây chính phương pháp này nó là cùng trong một phương thức tu hành, chứ không phải lấy ra một cái. Không phải lấy một cái. Là đơn giản là gì? Tức là bằng những cái hiện tượng đã xảy ra, và trên hiện tượng xảy ra đó mình ghi nhận. Mình ghi nhận bằng con mắt mình nhìn thấy, và mình ghi nhận nó, không quên nó. Đó gọi là quán. Và khi không quên nó thì mình thấy được cái tướng rất rõ ràng như vậy. Và cái tướng của một người nôm na chết, nó đi qua chính giai đoạn đó. Một cái thân thể người chết thôi, đi qua từ đầu tiên là sinh lên, rồi sao? Đổi màu rồi sao nữa? Rồi rã ra rồi máu chảy ra, rồi mũ chảy ra, rồi gì nữa? Rồi côn trùng nó, rồi nó lành, nó đục, nó ăn đi. Rồi xương nó phân tán, và nhìn thấy xương màu trắng. Và sau đó sao? Điểm đốt đi, đốt cái xương đi, còn trò gió thổi hết. Thấy không? Là cái bước đi rất đơn giản như vậy, nhưng mà trên một cái phương thức như vậy. Nếu như trong tâm mà chứa đựng cái sự ái nhiễm của sắc dục, thực tập phương pháp này thì dục nổi nữa không? Đó. Nhưng nên thấy cái người đẹp thì thật đẹp đó, nhưng mà thử nghĩ xem là khi họ chói, họ nằm im đó, nó sinh lên là rùi lèn, nó bu bám, rồi máu huyết nó trang trả ra như vậy, thì ngồi đó mà ái nhiễm nổi không? Đó, như vậy thì cho nên là bằng thực tế đó là chi để chúng ta thấy rằng là cái đám nhiễm trong ái dục là do cái tâm mơ muội của chúng ta nhất thời, do cái sắc tướng nó ảo hóa như vậy thôi. Nhưng mà người tu là người đang nhìn nhận trực diện, nhìn nhận trực tiếp về những hiện tượng sự thật của nó, chứ không có được mơ muội, không có được nhầm lẫn, nó là sự thật mà, không được mơ muội. Nhưng mà thưa quý vị rằng là cái nhỏ thầy nhớ thoáng qua nhớ thôi, tức là hồi nhỏ coi cái bộ phim TV mà nó chiếu bộ phim là gì, Anh Em Nhà Bác Sĩ Việt Nam, coi chiếu cái bộ phim đó à. Và thầy không nhớ gì nhiều cái câu chuyện, mà thầy chỉ thoáng qua một lần thôi, là thấy cái cô gái này thương cái anh bác sĩ này, và cô gái này đưa cái môi ra, là ý rằng là thể hiện cái tình yêu thương hôn cho đó. Thì cô anh này á, anh mới đi lấy kem đánh răng anh đưa, và nó trong miệng là nó có bao nhiêu con vi trùng, cho nên trước khi mà hôn nhau là phải đánh răng cho sạch sẽ. Tại cô ta cười quá, tôi nghĩ mình buồn cười. Tức là gì? Tức là một anh chàng bác sĩ với cái trí tuệ của anh ấy là luôn luôn nghĩ về những con vi khuẩn. Thành ra là trong miệng, bây giờ khoa học có nói rằng là có 250 con vi khuẩn ở trong nước bọt của chúng ta. Và nó nhìn thấy nước bọt thấy làm sao mà nó lây nhiễm nguy hiểm quá. Cho nên là phải vệ sinh trước cái đó. Còn cô kia thì say đắm trong cái tình cảm của cô gọi là ngủ uống đó, nó giả hợp trong tâm. Như vậy thì
Phương pháp này á, là phương pháp tu rất là khốc liệt, mà các ngài, nhất là cái Phật giáo, các vị trong Phật giáo Tây Tạng, họ xin lỗi, họ mới dạy cho người ta ra ở ngoài bãi tha ma ngồi tu. Nhưng có người tiền thân là một cái người làm nghề hoàng kim, tức là người chuyên chế tác các cái đẹp, cắm hoa làm cho nó đẹp ra, rồi làm vàng, làm trang sức đẹp. Mà ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái phép quán bất tịnh, anh ta quán ta nhức đầu mà không chứng đắc được. Rồi một người làm thợ rèn thì ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái phương pháp là, xin lỗi, người thợ rèn thì quán bất tịnh, mà cái người thợ hoàng kim ấy thì quán niệm hơi thở. Thì Phật mới nói là phải đối lại, cái người thợ rèn là người thối lứa, thối lứa thì dạy cho cái pháp quán gì, hơi thở, nó sẽ phù hợp cho đời sống của người đó. Còn cái người mà làm thợ liệm á thì dạy cho người ta cái phương pháp gì, cái phương pháp quán bất tịnh, tại vì hàng ngày người ta tiếp xúc với cái thời chết, thành ra là người ta rất là dễ lãnh hội được chân lý. Còn cái người làm cái thợ hoàng kim mà dạy cho quán bất tịnh thì sao quán hồi, cái đầu chuyên môn nghĩ ra đẹp, làm cho nó đẹp, bây giờ đưa một cái gì nó xấu xí, nó dơ bẩn thì tự nhiên người ta sốc, người ta không chịu nổi. Thành ra những cái phương pháp này nó chỉ phù hợp cho một số đối tượng đặc biệt nào đó, một số đối tượng đặc biệt nào đó, không thể nào áp dụng đại trà được. Phật có 8 dạng 4.000 pháp môn là như vậy, tùy theo căn tánh, mà nhất là những ai biết rằng mình bị dục tâm nó quấy nhiễu. Có những người như vậy chứ không phải không có. Rõ ràng là họ không muốn. Họ chán ghét, và họ cũng hiểu được cái đời sống mà khổ cực do dục tâm quấy nhiễu họ và cái hở quá của nó. Sau đó họ muốn thoát ra, nhưng mà rồi họ không chịu nổi, rồi họ cũng mê muội, cứ nhắm mắt và đi theo. Họ biết làm sao để thoát ra khỏi cái chủng tử này, cái năng lượng ái nhiễm này. Do đó cho nên đưa cho họ phương pháp này rất là phù hợp. Trong một thời gian ngắn thôi thì họ lại chớ ngự ngay liền cái tâm đó. Và một khi họ đạt được sự chứng đắc vừa tánh không thì họ cũng giải thoát và chứng A-la-hán, không thua gì những cái vị bình thường. Tức là tại vì là mỗi chúng ta đều có một sự mắc kẹt, những con cá mắc kẹt vào lưới, miễn làm sao tháo gỡ ra được là được. Chứ đừng có cho rằng cái này tốt hơn cái kia, không có cái gì tốt cũng có gì xấu đâu. Mà hỡ có sự mắc kẹt trong đó, đó là dính mắc. Do đó cho nên tìm cách thoát ra được bằng những cái phương pháp rất rõ ràng. Có một số người đó, như hồi xưa Phật còn tại thế cũng vậy, có một số ngoại đạo người ta nói là những cái vị tu khổ hạnh ép sát xa da bập xương mà cái niệm dục chưa có từ bỏ được, còn đệ tử Sa Môn Gotama ăn một ngày một bữa sức khỏe hồng hào như thế làm sao mà từ bỏ được ái dục. Có những chuyện như vậy, họ cũng luận bàn như vậy, tại vì họ dựa trên cái tướng đó. Nhiều sáng thầy thương với đại chúng đó, là nói là tôi không có thích cái chùa to, rồi những cái chùa to tại sao không thích nó, và nó có lỗi gì, rồi cái chùa nhỏ nó có lỗi gì, hoàn toàn cái chùa to chùa nhỏ không có lỗi gì hết, mà lỗi là lỗi từ con người điều hành ở trong đó, cái đời sống của con người. Con nói tôi rất là căm ghét tiền, nó mới tìm tiền. Tiền là một cái loại vật chất trung gian để cho nó di chuyển, nó tạo ra sự phát triển thuận lợi cho kinh tế mà, tại sao ghét nó. Nhưng mà mình phải nói là con người không biết sử dụng nó, thành biến nó thành một cái năng lực nào đó tự làm hại đời sống của mình. Vậy thì do con người mà ra, chứ đâu phải là do đồng tiền. Do đó cho nên ở đây như vậy, chúng ta học pháp á, chúng ta nhìn được cái trong tướng của sự việc, chứ đừng có nhìn thoáng qua một hình dáng thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ở trong đó. Ngài Upanishada bằng một câu kinh, một đoạn kinh thế này mà ngài đã chứng đắc được, và ngài thấy rằng tất cả đều quy về với hư không. Một khi thiêu đốt còn trò gió thoảng thì trở về với hư không. Có nhiều ông chồng không ôm hủ cốt của vợ khóc qua trời quá đất, thầy ơi thầy, thầy trả vợ con lại cho con, thầy ơi thầy, thầy đi làm lễ đó, làm lễ thiêu đem hủ cốt về di quan về đó,
thương quá, ái nhiễm quá, khóc, khóc mà níu áo thầy. Thầy trả vợ con lại cho con thầy. À, em ơi em, 50kg mà giờ còn có chút dài. Tức là mình đứng đó mình cúng, mình ráng nhắm mắt, không dám cười. cứ môi sáng như vậy nó khóc như vậy đó, thấy tội như vậy đó. Tại vì sao? Thương quá mà. Thương quá biết làm sao, nói mơ sáng là cho ông thầy quyết định đi chôn đó. Cho nên khổ vậy đó. Vãng sanh quyết định đi chôn. là xong liền, là tự nhiên là kêu áo thầy khóc, thầy trả vợ con lại cho con. Ai họ nghe nói cho giống như thầy cướp vợ người ta. Không biết rõ là tôi nói mình cướp vợ, đứng nói vậy. Tự nhiên kêu áo thầy trả vợ con lại cho con. Thêm một câu nữa, em 50kg giờ còn có chút vậy. Là tự nhiên thầy đỡ khổ. Cho nên đó là có nhiều cái chuyện tội như vậy đó. Tức là ở trong cái mơ muội của con người đó, nó xây đắm ở trong đó không có chịu nổi. Mà chúng ta gọi là gì? Là tình yêu. Đó, yêu đó nhớ thành quý luôn á. Đó, tình yêu đó. Nó dễ sợ không? Ông bà nói yêu quý nó gần nhau lắm. Tình mình giác ngộ điều này, ráng tu hành, quay về với cái tánh không. Và Ngài thấy rõ sắc và không, cả hai vốn chẳng có, nên thành bậc vô học. Cái điểm đó là điểm quan trọng. Khi tu tập thấy tướng tánh nó là không, nhưng mà còn vướng ở trong cái không thì chưa tới thành vô lậu, chưa giải thoát được tuyệt đối. Thành ra phải bỏ luôn cái suy nghĩ về và không đó nữa thì mới thấy rằng là cả cái có và không nó đều là không, thì lúc bây giờ mới giác ngộ. Tại thưa với đại chúng bài, đây là một nhánh lá. Chúng ta nhìn thấy đây là một nhánh lá. Sắc nó là có thật. Vừa hình dáng màu xanh là nhánh lá nó xinh tươi như thế này là có thật. Nhưng đồng lúc đó không phải cái này mất đi mới gọi nó là không, mà nghe chỗ này, nghe hình tướng này, chúng ta nhận ra tánh nó bên trong là không. Do đó cho nên nó luôn vận chuyển. Nếu như tánh có thì nó sẽ đứng im một chỗ và thế giới này đi vào và cội chết bất động. Cho nên nó là tánh có. Tánh có này nếu như ở trong cái môi trường mà lạnh, môi trường lạnh tức là sao? Tức là khí quyển, cái nhiệt độ, cái sức hấp thu mặt trời ít có lên. Và cái môi trường lạnh như vậy thì những cái lá nó sẽ không có duy trì được nữa, cho nên nó vàng đi và nó rơi xuống. Còn nếu như mà cái môi trường ấm lên thì bắt đầu cái gì, cái nhựa bên trong đó nó nóng, nó cháy ra và cái sức hấp thụ mặt trời hút lên và nước nó dâng lên. Ban đêm, ban ngày thì mặt trời hút lên, ban đêm thì dâng lên nữa. Cứ như vậy nó tạo thành dòng cháy của nhựa cây. Và nó sinh ra bằng cách nào? Nó tương tác với khí hậu xung quanh, với sương, với nóng, và nó biến thành cái loại lá. Lá nó có sức là tương tác với mặt trời, màu xanh, diệp lục. Hiểu không này? Như vậy thì từ cái không đó, nhưng mà cái hiện tượng diễn biến của nó là tùy duyên. Chúng ta gọi là duyên sanh. Nhìn thấy như vậy, nhưng rõ ràng nó là tánh không. Nó là tánh không. Không phải đợi khi nó tan thành tro bụi mà gọi là không, mà ngay đây nó là tánh không. Nhận thức được tánh không này, như vậy thì cái có và cái không nó đều là tánh không. Và ngay cái suy nghĩ về tánh không nó xóa sạch luôn. Như vậy thì còn cái gì mà đỡ nghĩ nữa? Cái đó chính là thấy sắc và không, cả hai vốn chẳng có, nên thành bậc vô học. Đây là điều quan trọng. Và trí tuệ của người này sẽ là một trí tuệ nhận thức được tất cả vạn pháp tánh không. Đây là trí tuệ vô niệm. Còn trí tuệ mà hữu niệm là loại trí tuệ học và ghi nhớ. Khi mà không nhớ, không lặp đi lặp lại cái niệm đó nhiều lần thì nó sẽ quên. Học là gì? Là bắt chước. Bắt chước là gì? Là lặp đi lặp lại nhiều lần. Lặp đi lặp lại nhiều lần đó là niệm lặp đi lặp lại và nó sẽ nhớ. Người ta học thông minh, người ta nghe qua người ta nhớ, và người ta có cái sức liên tưởng, cho nên học 1 biết 10. Còn mình á, không có bằng người ta thì mình học 10 mình biết 1 cũng được,
còn cô bù thông minh. Cứ vậy học hoài, học hoài tự nhiên nó cũng mất cái chữ dốt chú Trang. Phải rồi không ạ? Mình không học thì cái chữ dốt nó ngay chú Trang là nhìn mặt thay dốt. Nhưng mà mình học hoài chữ dốt rất mất liền. Nó tự nó như vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta chiêm nghiệm ở trong phương diện này để chúng ta thấy nó hai, thêm một cái ý là gì? Là niệm, trí tuệ niệm và trí tuệ vô niệm. Bồ Tát chứng đắc thánh quả, những vị A-la-hán chứng đắc thánh quả thì ở trong niệm vô lậu, cho nên hay là vô niệm. Và do đó cho nên tất cả mọi hiện tượng khi Ngài khởi lên thì tâm của Ngài đều thông suốt, gọi là vô ngại. Như vậy từ đó, do đó mà Ngài Upanishada ấn chứng cho Như Lai ấn chứng cho Ngài Upanishada. Thành ra ở đây các câu nói này, Như Lai ấn chứng con cho con tên là Nisada. Nisada là tánh không hay là sắc không. Sắc của trần cảnh đã tận diệt thì thế của sắc tinh diệu được viên mãn. Sắc của trần cảnh đây là trần cảnh, là con mắt mình nhìn thấy, bên ngoài con mắt, và con mắt mình nhìn thấy được hình sắc của nó. Sắc trần cảnh thấu rõ được trần tướng của nó là không, thì đây gọi là gì? Là sắc trần cảnh bị tiêu diệt. Và thế của sắc tinh diệu đây là câu này chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái thức. Ví dụ như thế này, các vị thấy lá không? Các vị nhắm mắt lại và các người nói rằng thầy mới làm gì? Các vị sẽ nói thầy đưa cái lá lên, đúng không? Và quý vị thấy rõ ràng là tay thầy mới đưa lá lên đàng hoàng, mặc dù mắt các vị đã nhắm rồi. Nhưng nhờ tại sao trong tâm của các vị thấy được cái lá đó? Cái đó gọi là thức, nhận thức, hiểu không? Nhận thức là thuộc gì? Sắc tinh diệu, hiểu không ạ? Sắc tinh diệu, cái này là gì? Đây là sắc thô. Sắc thô làm sao chạy vô tâm mình được? Cho nên con mắt mình nhìn thấy nó và mà không đưa lên nữa, cái hình ảnh đó rơi vô tâm gọi là sắc tinh diệu. Sắc tinh diệu này là hay còn gọi là tất cả những câu chuyện trong tâm của mình, những tâm sự, những nỗi niềm, những ký ức, những cái gì mà chúng ta nhớ hoặc là quên, tất cả mọi thứ đều hành động trên cơ sở của sắc tinh diệu. Cho nên chúng ta cứ nhớ, ồ người đó ngày trước đó họ làm như vậy, họ nói như vậy, bây giờ như vậy, như thế kia, tất cả những liên tưởng đó ở trong tâm chúng ta đều là trạng thái của sắc tinh diệu. Theo dõi kịp không à? Hiểu không à? À vâng. Những đoạn kinh này rất là khó hiểu, nó được đi vào thẳng ở trong trần lý tối thượng. Như vậy thì sắc trần cảnh đã tận diệt, tức là nó chỉ là tạm thời duyên sanh huyễn hóa, thì cái sắc tinh diệu lúc bây giờ nó trùm khắp pháp giới viên mãn. Và con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Nay Phật hỏi về pháp môn viên thông thì như sở chứng của con thì sắc trần là hơn hết, đó là riêng Ngài nhân cái sắc trần đó mà Ngài chứng đắc được thánh quả. Cho nên Ngài nói đối với Ngài là tất cả những cái sắc đẹp mà từ đó nhận diện đỡ ra khối sự say đắm của nó, đó là con đường hay nhất. Thì đến đây chúng ta thấy rằng nếu như chưa giác ngộ được thì chính cái sắc nó làm chúng ta bị khổ não, nhưng cũng chính ở trong khổ não đó mà chúng ta đi ra. Và chính nó làm nên tảng, nó là trợ duyên để chúng ta thành tựu những cái phương pháp sâu xa, sự chứng đắc sâu xa. Cho nên đừng có sợ hãi đau khổ, đừng sợ hãi phiền muộn, đừng sợ hãi ngay cả những gì đang quấy rầy mình. Nhưng mà ngay trong bối cảnh đó, mình vượt lên trên. Điều này thầy nói một cách rất là nghiêm túc. Dạ vâng. Dạ vâng, thì bác sĩ không muốn mua thì không mua, người khác họ thích mua thì sao?
Như vậy thì Thầy muốn hỏi thêm một câu nữa là vạn vật đều vô thường, tại sao mình lại xếp cái tượng Phật lên chi? Thì đó, thì người ta cũng thích sống vậy đó. Thì đó, cho nên đôi khi chính mình chiêm nghiệm ở trong cái hoàn cảnh của mình mà thấy vậy. Nhưng mà người ta xem hoa huệ ở trong một nền văn hóa của họ, hoa huệ là một cái loài hoa tinh khiết. Và cái màu trắng tinh khiết, cái hương tinh khiết, người ta muốn đem sự tinh khiết đó, nó đại diện thay mặt cho tâm của họ, tâm lầm của họ. Và Đức Phật là cái người ngồi đó, và Phật sẽ nhận ra được cái món quà, cái tâm của họ và tâm lầm của họ, và những nỗi niềm và sự cầu nguyện của họ sẽ được đáp ứng ở trong cái phương diện đó, ngang đó thôi. Cho nên mình đừng có đem cái vật chất màu sắc nó hôi, nó dơ để mình phân tích chỗ này là mình sai. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng trên thế gian, sự tồn tại của nó đều có lý do của nó. Một con ruồi nó có lý do của nó không? Nó không có nó làm sao nó tồn tại? Và chúng ta cứ xem một cái con vi khuẩn nó đang ăn cái cục phân, nó có giá trị không? Nó không có nó thì thế gian này bốc mùi hết rồi. Thành ra tất cả nó được cái giá trị của nó. Và chúng ta nhìn thấy cái sự tương quan trùng trùng của các pháp. Tất cả một hiện tượng nó đều có những giá trị của nó. Do đó cho nên chúng ta hiểu thấu cái giá trị đó mà chúng ta tôn trọng sự tồn tại của nó. Và chúng ta còn biết cách là tác thành cho sự tồn tại lợi ích. Nó lo lạ kỳ như vậy. Mình thấy một con người đần độn, xấu xa. Con người này xin lỗi, nó đần độn chưa hơn loài súc sanh, đúng không? Nhưng đừng cho rằng loài súc sanh nó không có giá trị. Chúng ta không thể nào mà chúng ta miễn cưỡng chửi rủa, giận hờn làm sao cho loài súc sanh nó thông minh như con người. Và muốn cho cái người xấu này biến thành một người tốt, được, chúng ta làm không được. Chúng ta không làm được. Ngồi đạo, chỉ có ngồi đạo họ nghĩ thế này, họ nói rằng Đức Phật Sa-môn Gotama là người có huyễn thuật. Và Đức Phật đúng, ta có huyễn thuật. Cái huyễn thuật ta là gì? Là biến một người phàm thành thánh, một người xấu thành người tốt. Cái huyễn thuật của ta đó không có ai làm được, không có ai biến hóa nổi. Và cái pháp môn của Phật là như vậy. Cho nên hỡ người ta có cái tâm thiện, tâm tốt, là chúng ta cố gắng tiếp nhận và sắp xếp làm sao cho nó phù hợp, nhẫn chịu để người ta thành tựu được cái tâm tốt của họ. Chứ ở trong cuộc sống nó phức tạp lắm, mà nhất là chùa chiền phức tạp lắm, rất mỗi người một cảnh khác nhau. Nó đi chùa mà hai người mà không nhận xưa ta khởi, các vị nghe sao? Một Phật tử mà cái cô này á thì lễ Phật, cái cô kia quét chính điện lại không đấy, quét một cái thì đứng thì không nghe gì, chứ mà chỗ kia đưa cái chổi thì gió nó phất lại. Cô này cảm nhận được cái hơi mát của gió phất lại, nghĩ rằng cái cô này quét chổi đầu của mình. Mình chấp ngay đó, giận. Rồi thưa với thầy, thưa thầy, con vừa chùa thầy mà cô đã quét chổi lên đầu của cô. Kết án như vậy đó. Thì thầy nói thôi, mũi dạy lấy mang. Thầy làm thầy trụ trì mà hướng dẫn chưa nên. Cô hoan hỷ từ từ, cô bỏ qua thầy. Rồi sau đó có cái duyên vui vẻ, và thầy mà hỏi ngày đó tháng đó cô có quét chỗ đầu cô này không? Dạ đâu có. Nói lúc đó cô làm gì? Nói con đi về chùa, con quét chùa mà cũng bận quá, cho nên con quét đến con đi. Tức là quét cho nhanh đi thôi, đi làm việc khác, không đối gì hết. Thầy mà nói đó, thấy chưa, cô này đâu có quét chỗ đầu cô đâu. Tại vì cô giỏi vàng quá, cho nên cô làm nhanh nên cô đi làm việc khác. Thành ra cô không nghĩ, cô đang làm việc đây, nhưng mà nghĩ tới cái việc là mình sắp làm kia. Mà nó sơ hở như vậy, chứ đó phải là quét được đối đầu cô. Tôi nói, ồ giấy hả? Giấy mà làm cũng buồn, mà làm khổ thầy, làm phiền thầy. Cái nhân diện chúng ta thấy không? Tức là chúng ta không có biết cách ẩn nhẫn và khiếu léo là thế nào cũng sanh chuyện. Mà lúc đó mà thầy mà không xin lỗi ấy, là bắt đầu là bỏ chùa luôn ấy. Mà thầy có lỗi gì? Nó mới gì để biết chỗ đầu người ta, rồi bắt đầu là thầy phải xin lỗi. Chúng ta thấy ở trong chùa nó rất nhiều thứ khác nhau, rất nhiều thứ khác nhau. Đem một cái trái cây vừa chùa cúng, rồi đó cúng dường cho thầy.
và cô chừng mà thầy có ăn không nha, cô cho thầy ăn không, mà thầy không ăn là có chuyện á, là thầy ăn không nổi. Thầy nói dạ cảm ơn cô, thầy nói đó chờ mấy ông đợi tới thầy ăn xuống chửi được tới thầy liêm, mấy chú vô phép cũng dường ở thầy, thầy chưa ăn mấy chú ăn hỗn hào vô phép, tôi chưa từng thấy chùa nào mà hỗn hào như vậy. bắt đầu là cứ ăn rầm rầm lên, mấy ông đợi tới thầy giật mình hết. Rồi bắt đầu nói thằng đó mà tu gì, nó cô ông đó mà đó ở nhà nó đối khổ, nó vô chùa mỗi đêm đây coi cũng thầy nó bơ nó ăn mất. Cha mẹ nghe buồn, cha mẹ nói tôi đâu có đối khổ tới mức mà coi như là nó phải ăn như vậy, nó như vậy nó ăn của tôi rõ ràng mà không có chùa chiền dễ sợ lắm. Cho nên trong cái nhẫn chịu, trong cái sinh hoạt, nhưng mà không sao, từ từ rồi mọi thứ nó sẽ ổn. Rồi lúc bây giờ các ông đệ tử thầy buồn quá, thầy mới nói con có thấy khó chịu không? Bây giờ con thấy rất là nhục nhã. Thầy nói đúng, con thấy rất nhục nhã vì cái bản ngã con nó to quá. Thầy nói con thấy nhục nhã, chứ thầy thấy không có gì nhục nhã hết, mà thầy thấy cái người này là người mơ mụi đáng thương. Mỗi người chúng ta nhìn một cách khác nhau thôi không? Người này là người mơ mụi đáng thương. Tại vì rõ ràng con đâu có đối khác tới mức mà phải cúng như vậy. Ở trong Pháp thì mấy con chuyên thầy rồi, còn cứu người ta đã cúng thầy, thầy nhận người ta hết sở hữu rồi, người ta điên đảo phi lý. Nhưng mà rốt cuộc là người ta ác đầu của mình. Cho nên mấy con muốn thanh tịnh bằng cách nào? Hả? Sao nói vậy được? Chờ bà đi rồi mình ăn chứ. Vậy không? Chuyện gì đơn giản như vậy mà làm nên. Chuyện đơn giản như vậy không có gì đâu phức tạp đâu. Phải không? Cúng rồi thì mô Phật. Mình ngắm chừng rồi mình thích cái tay rồi. Mà thầy thì không ăn nhiều rồi đấy. Mà đấy rồi là chừng nó bà đi rồi là mình bơi xuống liền. Bà còn lang thang chỗ đó mình bơi xuống chi chứ. Cho nó ăn mà không khô. Tức là tự nhiên giải thoát liền, thanh tịnh liền, có gì ra hết. Bụng mình cũng no, mọi thứ phân nghĩ. Vật chất thì không có bỏ phí, ông thầy thì cũng đẹp. Mét mưa tự nhiên cái mình bưng xuống, mình chơi trước mặt người ta. Đúng không ạ? Cho nên là học ăn, học nói. Học ăn là vậy đó. Ăn là biết như thế nào. Cứu người ta thành kính cẩn, giờ người ta nghĩ rằng ông thầy sẽ chứng minh cho họ. Trước Phật sau thầy, tự nhiên ấy, cái mình mất có vô chùa mấy ngày, bơi xuống ăn. Làm sao mà họ cũng cuồng nói vậy? Cho nên ngay chỗ đó mình trưởng thành, ngay chỗ đó mình khôn ngoan. Đó. Cho nên nó thanh tịnh hay không là do trí tuệ của mình, do sự ứng xử của mình, đang ở chỗ thanh tịnh là sao? Không có gì hết. Trước thầy tôi mời quý thầy cúng, thầy nói thưa thầy, cái đám cúng đó là cúng làm sao? Thầy nói đám cúng này là đám cúng dài, còn đám cúng kia là đám cúng ngắn. Đơn giản vậy thôi. Thì đám cúng dài tức là người ta nghĩ rằng cúng dài là cúng kỹ. Cúng kỹ tức là cúng linh thiêng. Cúng linh thiêng tức là cha mẹ họ được siêu thoát. Cho nên mấy thầy cứ đứng đó đọc hết bài chú này tới bài sám kia cứ ơ a ra tôi. Một giờ đồng hồ quay lại cúng dài. Còn cái đám này á là họ quỳ lâu mỗi mệt họ không thích. Và tán tụng dông dài họ không hiểu gì chán quá. Cho nên họ chỉ muốn cúng tượng trưng xong rồi họ nghỉ ngơi. Đó là cúng ngắn. Như vậy thì cúng dài hay là cúng ngắn hay? Hả? À, thanh tịnh là hay. Thanh tịnh là hay. An vui, thanh tịnh là hay nhất. Không có vấn đề gì hết. Trong nghi thức vốn nó đã dẫn dắt cái tâm của người ta an trú và đạt được chỗ thanh tịnh. Chứ không phải cái nghi thức nó làm cho nó phức tạp, nó rắc rối ra. Và thế này là đúng, thế kia là sai. Rốt cuộc người ta mệt mỏi trong đó. Chúng ta hiểu không ạ? Cái đạo lý nó như vậy đó, chân lý nó như vậy. Do đó cho nên Ngài thành tựu được bậc A-la-hán và Ngài xem đó là chắc chắn là hơn hết. Mời các vị nghe thêm một vị nữa, đó là Hương Nghiêm Đồng Tử. Hương Nghiêm Đồng Tử viên thông hương trần. Ở trong Duy Ma Cật Sở Thuyết có nhắc đến Hương Nghiêm Đồng Tử là một thiên tử ở cõi trời. Nhưng cũng có một số ngài giải thích là Hương Nghiêm Đồng Tử vốn là chư thiên nhiều vị cùng tên là Hương Nghiêm. Còn ở trong Lăng Nghiêm này thì xem ngài như là một anh chàng trai mới lớn lên,
và phát tâm đi tu theo Phật. Và vị này, thầy chỉ có biết được một chút xíu thôi. Vị này xuất gia lúc 19 tuổi, chỉ biết thằng đó. Còn cái vị này con ai cháu ai ở đâu thầy không kiếm không ra. Hiện giờ chưa thấy một cái tư liệu nào nói rõ về cái vị này xuất thân như thế nào. Chỉ biết rằng là cái cuộc sống của ngài, sự tu hành của ngài, nó cũng đem đến nhiều nguồn cảm hứng sâu xa cho nhiều đời. Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: Cô nghe Như Lai dạy quán sát thật kỹ các tướng hữu vi. Hữu vi tức là những tướng bị vô thường chi phối, gọi là hữu vi. Còn cái gì không bị vô thường, cái gì luôn là như vậy, đó gọi là vô vi. Chẳng hạn như hư không, không bao giờ hủy diệt, gọi là hư không vô vi. Còn tất cả những gì có hình tướng thì nó phải bị hủy diệt, đây gọi là hữu vi. Hay nói dễ hiểu hơn, thế giới vật chất gọi là hữu vi. Còn vô hình như là hư không gọi là vô vi. Khi con từ giả Phật về chỗ ngồi yên tĩnh trong liều vắng, tức là nghe Đức Phật dạy quán sát thật kỹ các tướng hữu vi. Tôi viết của các vị đỡ chỗ nào? Nhớ không? Có người nào quên không? Cái kệ cửa số mấy? Hả? À, cho nên trong sự tu hành, chánh niệm là yếu tố quyết định rất quan trọng trong đời sống tu hành. Chánh niệm là gì? Mình làm bất cứ việc gì, mình đã có ý thức rõ ràng. Ví dụ như là một cái việc công đức mà mình tà kiến, mình nói rằng là tôi chẳng có cầu gì cả, tôi chẳng biết cầu gì cả. Và tôi thấy sao người ta cúng Phật ở nai chuối mà người ta cầu xin đủ thứ, người ta hình như hơi tham lam. Mình thấy người ta như vậy, cho nên ngược lại tôi chẳng cầu gì cả, tôi làm bao nhiêu việc rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Và Phật nói những người như vậy á, phước báo không có bao nhiêu đâu. Tại sao? Bởi vì anh không có ý thức rõ đang làm cái gì. Và vì sao anh làm như vậy, cũng như là anh làm điều đó nó dẫn tới mục đích gì trong tương lai. Anh không có những cái khái niệm đó, những cái chánh niệm ý thức sâu xa trong đầu anh như vậy, thì cái kết quả nó sinh ra rất là mơ hồ, gọi là hên xui thôi. Cho đó cho nên hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề, tất cả mọi việc phước lành đều nên hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề, là cảnh giới sâu xa, là cảnh giới của chư Phật mà con nguyện hướng đến. Mặc dầu hôm nay cúng dường một đóa hoa, một bình, một đĩa trái cây hay là một cái gì nhỏ bé nhất, chúng ta cũng hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề, thì phước báo của nó mới thành tựu được ha. Nhớ chỗ này, quán sát thật kỹ các tướng hữu vi, không có nhầm lẫn, không có quên lãng. Điều này khó lắm nha. Nhiều khi mình bỏ cầm cái chìa khóa trên tay mà đi kiếm chìa khóa, nên có người mang cái gương ở trong mắt rồi mà đi kiếm, mình biết cái gương chỗ nào mang mà đi kiếm thì tìm mình không biết chỗ nào. Có nhiều khi nó quên vậy đấy. Thậm chí mình khóa cửa rồi mình đi ra đi vô không biết mình khóa cửa chưa, mình phân vân lên xe rồi xuống coi lại thì vô khóa lại chắc em phải không. Tức là mình cuộc sống nó tất bật quá, nó nhiều thứ quá, làm mình kiểm soát không kịp. Do đó cho nên người tu hành quán sát rõ chân tướng của các pháp hữu vi. Và khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh nơi liều vắng. Như vậy thì hôm nay chúng ta học pháp á, chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh đó, chúng ta cũng chiêm nghiệm lời Phật một chút xíu. Chú lý nào đi học vừa rồi nằm dài nghỉ hồ nên tu mỏi quá, giờ tự thưởng cho mình một bữa nghỉ ngơi. Thấy các tỳ kheo đốt hương trầm, trong này bản dịch này các vị thêm thầy một chữ, đó là hương trầm thủy. Ở trong bản chữ Hán nó có chữ thủy. Sáng coi lại hồi đó không để ý thì chú trọng cái nghĩa mà quên mất cái chữ. Nó là hương trầm thủy à, tức là gì? Là cái loại hương này nó thơm tới mức
mà nếu như mà ở trên mặt đất á, ở trên mặt nước á, thì nó sẽ bám vô trong nước. Như ví dụ như là nước hoa đó, nước hoa đó nó là hương mà nó thơm tới mức thành nước á, người ta đưa ra mới cái loại nước hoa ra tự nhiên nó bốc mùi, nó khô hết đi. Cho nên hương trầm thủy là loại hương đặc biệt, nó rất thơm. Còn cái hương bình thường á, nó thoáng qua nó có thể không có bám lại. Nhưng mà lấy cái hương trầm thủy đó bôi lên trên áo của mình thì bắt đầu nó dính trên áo rất lâu và cái áo mình nó thơm rất lâu. Ý nói rằng cái khả năng thơm của cái loại hương là đặc biệt hơn. Thành phải dùng chữ là hương trầm thủy chứ không là hương trầm bình thường thì không đúng. Hương trầm thủy. Và mùi hương lạnh lẽ xông vào mũi con, tức là cái mùi hương đó nó tỏa ra từ chất hương trầm thủy đó xông vào trong mũi của ngài. Vậy lúc bây giờ con quan sát hương này, quan sát sao? Quan sát các tướng hữu vi. Cái mùi hương nó cũng là tướng hữu vi, và ngài quan sát sao? Có phải rằng là nó từ cây trầm sinh ra hay không, hay là ở trong hư không mà nó có, hay là nó chính phải là nó hay là nó từ khối, cái khối đó mà sinh ra, hay là nó từ lửa bốc lên kia. Thì bây giờ lấy một ít gỗ trầm hương đi, mà là hương đặc biệt, đốt lên cho nó cháy lên, thì hiện tượng nó xảy ra thế nào? Nó xảy ra cái mùi thơm, và dùng trí tuệ của mình để quán chiếu tìm hiểu là cái mùi thơm này nó từ đâu mà có. Chúng ta thường nói rằng mùi thơm đó là do gỗ mà có. Nếu như có gỗ mà không có lửa thì làm sao có mùi thơm đó? Cho nên là do có gỗ và có lửa, và có gỗ có lửa nó không có khối thì làm sao ra mùi thơm? Cho nên nó mùi thơm nó từ khối. Hoặc là nếu như có gỗ có lửa có khối mà không có hư không thì làm sao thơm đó, mùi thơm đó nó có tỏa ra xung quanh được. Như vậy thì bản chất cái mùi hương mà chúng ta ngửi vô trong lỗ mũi đây, nó là cái gì? Nó là từ gỗ, từ khối, hay từ lửa, hay từ hư không? Nếu như cho rằng nó từ lửa thì chẳng liên can gì tới gỗ. Mà như vậy tất cả lửa đều thơm hết hay sao? Còn nếu như nói rằng nó từ gỗ mà không cần lửa, như vậy thì tất cả mùi gỗ đều thơm hết hay sao? Hay là gỗ trầm hương đó không cần cháy cũng thơm như vậy? Hoặc là cái mùi hương là từ trong hư không mà có, mà không cần lửa, không cần gỗ, không cần khối. Như vậy thì khi chưa đốt trầm hương lên, tại sao chúng ta không ngửi được mùi thơm? Chỉ có một cái việc là quan sát như vậy để chúng ta tìm ra chân lý. Bây giờ nói dễ hiểu hơn, gần gũi hơn. Chúng ta ngồi im, thắp một nén nhang trên bàn Phật. Bây giờ chúng ta ngửi được cái mùi thơm của nhang. Chúng ta phân tích, chúng ta nói rằng là cái mùi thơm này nó đi ra từ chỗ đầu cây nhang cái đó đó, là từ lửa chỗ đó. Hay là từ cái nhang, từ lửa, hay từ khối của nó, hay là từ hư không? Và chúng ta cứ loại trừ, đã chấp nhận rằng từ cái nhang thì đâu có cần phải đốt, tại sao nó không có mùi? Và đã chấp nhận rằng là từ đốt thì chắc chắn rằng không có cần tới yếu tố của hư không và khối. Tại vì nhang bây giờ là chớ là nhang không khối. Như vậy thì còn có hư không nữa? Không có hư không, liệu lỗ mũi mình có thể tiếp xúc được cái mùi hương đó hay không? Như vậy, trước cơ sở đó chúng ta quán chiếu và phân tích rằng là các pháp trùng duyên khởi. Và thậm chí cái lỗ mũi hôm nay nó bị cảm nghẹt mũi mốc cho nên chẳng ngửi được mùi gì, cũng là một yếu tố của duyên khởi. Cho nên ở đây một cái hiện tượng hữu vi được sinh ra, bản chất của nó là cái gì? Và quán chiếu kỹ, thấy kỹ thì ngài nói rằng nó chẳng phải là, con quán sát hương này vốn chẳng phải là cây, không phải là cây, cũng phải là hư không, cũng chẳng phải là khối, cũng chẳng phải là lửa, cho đến chẳng dính mắc vào đâu.
cái duyên nó như vậy thì nhận được cái mùi hương như vậy, mà cái duyên nó không đủ thì không nhận được vậy thôi. Cho nên đó, mới thấy rằng nó chẳng chính mắc vào đâu, do đó mà nó cũng chẳng đi vào đâu. Đây là yếu tố thường trú, là yếu tố thường trú. Do đó mà mỗi ý niệm phân biệt đều bị tiêu diệt, đều bị tiêu sạch, liền đạt được vô lậu. Chúng ta phân biệt, chúng ta say đắm trong đó, một khi phát hiện được chân tánh của nó là không, thì vị này đạt được chỗ vô lậu. Như là ấn chứng cho con hiệu là hương nghiêm. Và thưa quý vị, ở trong cái phương diện này gây một cái sự cảm hứng nhiều sớm tại thưa với đại chúng, ở trong nghi thức của Phật giáo có cái bài tâm nhiên, tán tâm nhiên ngũ phận, giới định huệ hương, tâm nhiên ngũ phận. Ở trong đó có câu là hương nghiêm đồng tử ngộ chân thường, tí quán thiệt năng lượng. Hương nghiêm đồng tử ngộ chân thường, tức là từ ngửi được cái mùi hương mà ngài hương nghiêm đồng tử đó ngộ được lý tánh không chân thường của các pháp, chứng đắc thánh quả A La Hán. Rồi là hương nghiêm đồng tử ngộ chân thường, tí quán thiệt không lượng, tức là lòng mũi ngửi thôi mà có thể chứng đắc được thánh quả A La Hán. Như vậy thì chúng ta có thể lấy lòng mũi mà ngửi tất cả những mùi hương, và có thể từ một cái lỗ mũi ngửi được mùi hương nào thì chúng ta có thể nhận được chân lý. Hồi xưa nhớ Hòa Thượng Cơ Châu lúc ngài còn sống, lúc ngài già yếu rồi thì không biết các con chuột nó chết ở đâu, mà cái lỗ mũi nó, lỗ mũi ngài ngồi gió nó thoáng qua, ngài nghe được cái lỗ mũi cái mùi hôi con chuột chết. Ngài nói là ngài gọi thầy, ngài biểu đi kiếm thương chuột chết chỗ nào. Thì thưa quý vị, là bắt đầu thầy lấy lòng mũi, thầy đi ngửi này, ngửi. Mình mới ngửi thì mình nghe cái mùi của nó, chứ mà mình có ngửi chút xíu mình quen là mũi mất, thì không biết cái mùi nó chỗ nào nữa. Rồi ngài nói lại, nói dài, thưa ngài không có, cái ngài nói không có hả, chút xíu cái lộ cái mùi hôi nó thôi không à, đó có mà. Thì thế là thầy đi ngửi nữa, ngửi lát sau thấy cũng không có vậy. Thưa ngài không có, con tìm xung quanh đây hơn 100 bước là không có con chuột chết chỗ cái xó nào, cái hốc nào tìm ra. Thì ngài nói ồ vậy hả, ngài ngồi im chút xíu nữa, ngài nói ngươi ồ nó mới thú đây hướng kia. Thầy mới đứng lên nói dạ con không có, không thấy. Nó nói chứ tại sao nó có mùi hôi mà tại sao không có. Thì thầy mới nói là có khi nào hôm nay ngài không có tắm mà nó bị mùi hôi không. Cái gậy này vô này, nó nói làm là nó tao hòa thượng mà có vô tới mức lỗ mũi mấy mùi tao không biết. Rồi đó tự nhiên mình nói ta ngang nó phạm thượng người cũng sực, và nhớ mà trong chùa ai cũng biết hết, trong chùa ai cũng biết hết. Nó nói ngài hòa thượng có vô tới mức mà như chục chết. Rồi đó tự nhiên cho mình được tiếng quảng ra, tự nhiên phát nói lại vậy không biết nữa. Thành ra là cái mùi hương sau này quý vị nhớ, nghe các con chuột chết nhiều khi mình cũng ngộ tánh chân thường làm sao. Cho nên đó là thành ra tại sao mà chúng ta thấy ở trong Phật pháp, ở trong cái nghi thức các ngài thường dùng hương cúng dường, ngoài cái nghĩa tâm lý sinh lý nó kích thích lòng mũi mình, mà ở trong đó nó còn tướng niệm. Và nghi thức hồi xưa các ngài hay lấy những cái điển tích như vậy đưa vào trong một câu thôi: hương nghiêm đồng tử ngộ chân thường, tí quán thiệt không lường. Từ cái lỗ mũi ngửi mùi hương thôi mà có thể từ đó quán chiếu và thành tựu được trí tuệ không thể nào lường được. Và lúc bây giờ ngài nói rằng Như Lai ấn chứng cho con hiệu là hương nghiêm, tướng của hương trần đã diệt, thì thể tính của hương là vi mật và viên mãn. Cái tướng của mùi hương đó nó đã diệt, thấu triệt được chân tướng nó trùm khắp pháp giới thì sao? Thì thấy được tính vi mật của nó và viên mãn tròn đầy. Con từ hương nghiêm mà chứng A La Hán,
Nên Phật hỏi về pháp môn viên thông, như sở chứng của con thì hương trần là hơn hết. Như vậy thì người nào có cái lỗ mũi, có cái khứu giác, cái lỗ mũi tốt, cái mùi hương tốt, thì chúng ta nên phát huy cái pháp môn này. Còn nếu như mà ai mà bị lỗ mũi, bị cảm hay nghẹt á, thì không nên. Mình quán chiếu cách khác. Nói chung như vậy thì chúng ta thấy đến đây là chúng ta đã nghe được ba pháp môn. Đầu tiên là của Ngài Kiều Trần Như, thứ hai là của Ngài Upanishada, và thứ ba là của Hương Nghiêm Động Tứ. Và còn những pháp môn tiếp theo chúng ta học làm sao? Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công